nay mình gặp một cái ca Roger mất hết khiển nhá. Roger mà còn khiển thì có ăn ngay nhá, khiển học ăn. Đấy, nhưng mất hết ấy, thì là phải dùng zin này. Mà ti 300 xem có ăn được không nhá. Ti 300 thấy có cốt Roger ấy. Châu Âu, châu Mỹ này. Roger nhập xem ăn không, không ăn, nó phải nhanh 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 mới ăn nhé, không ăn. Rõ ràng đo ra Roger đây mà không ăn. Đấy. Chắc phải sửa lại cốt. Mình sửa cốt khác xem được không. Bao cho khoảng 400 nhé, 400 nãy là bao nó tận 500 này, không được này. Nút này, nút đổi nút này, hai nút khác nhau này, bao 400 này, tần số 433 này. Ăn không? Nháy như điên này là ăn nhá. Nhập một nút này, một hai cánh nhá, nút một cánh tiếp nút một cánh này. Đấy, nháy như điên này là ăn này. Nháy rồi mẹ không ăn à? Được rồi nhá, này hai cánh là PP này, một cánh là PE này. Đấy. Ok luôn. Chứng tỏ là ti 300 vẫn làm được Roger nhé. Roger mất hết. Đấy, chẳng qua cái cốt nó cốt sai sai cốt.